Chào các bạn, hôm nay Phượng xin chia sẻ với các bạn cách làm kẹo đậu phộng không cần dùng mạch nha, nhưng kẹo vẫn giòn tan. Quan trọng hơn hết là cách canh lửa sao cho kẹo đạt độ giòn, ngon và không có vị đắng, cũng như là cái kẹo mình không có bị dẻo, ăn bị dính găng, nhưng màu sắc kẹo vẫn tươi sáng. Thì Phượng mời các bạn vào bếp và cùng làm. Để làm kẹo đậu phộng thì mình dùng đây là 50g mè trắng, mình cho vào trong chảo này. Rồi mình sẽ rang cho cái mè, hay còn gọi là vừng á, mình rang cho nó vàng thơm lên. Mè mình đã rang được vàng và bắt đầu nó thơm rồi, thì mình sẽ tắt bếp. Rồi chuẩn bị cái dụng cụ để mình đổ cái kẹo ra thì mình dùng cái giấy nào cũng được. Như gia đình có giấy nào thì mình dùng giấy ấy. Mình để mình trải xuống để cho nó đừng có dính. Rồi có thể là chải vô mâm, vô những cái đĩa to hoặc vô những cái dụng cụ trong gia đình có. Rồi mình gắt mè lên cái giấy. Rồi mình gắt lên đây là 1/3 cái lượng mè hồi nãy mình rang đó. Rồi tiếp tục mình cho 400g đậu phộng vào chảo mình rang. Mình rang cho nó vàng giòn và nó thơm. Đậu phộng mình rang nãy giờ nó đã thơm rồi đó. Mình bóc thử một cái vỏ nè. Đó, bắt đầu nó vàng vàng nâu nâu như vậy nè. Nó rất là thơm rồi. Có thể là bóc thêm vài cái hạt khác đó, nó cũng vàng nâu hết rồi mình ăn thử. Mình thấy nó giòn, thơm và cảm giác nó không còn nước nữa. Và mình sẽ tắt bếp và mình mang ra mình sẽ bóc vỏ đậu phộng này. Rồi tiếp theo mình sẽ thắng đường. Rồi mình sẽ cho 1/4 cái chén nước vào trong này là 1/4 khớp nước. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu cho cái nước này vừa sôi lên thì mình cho đường vào. Nước vừa sôi lên thì mình mở nắp ra và mình cho đường vào. Và mình cho vô trong này là 235g đường, là tương đương với 1 khớp và 2 thìa canh đầy. Rồi mình mở lửa trung bình và thỉnh thoảng thì mình sẽ lắc đều cái nồi để cho đường nó tan, đừng có dùng đũa khuấy các bạn nha. Đường đã sôi lên và thành những cái muỗng to như vậy thì mình cho 1 thìa canh gừng vào. Cho gừng vào để giúp cho cái kẹo mình nó giòn và nó thơm hơn. Thì gia đình mà ăn cay được nhá thì các bạn cho luôn 5 thìa canh gừng giúp mình để cho kẹo mình thơm vàng giòn hơn. Rồi tiếp tục mình chuẩn bị nước cốt chanh. Mình cho vào đây là 2 thìa cà phê nước cốt chanh luôn. Nước cốt chanh để giúp cái đường mình nó dẻo hơn. Rồi cái đậu phộng 400g đậu phộng nãy đó mình đã rang vàng rồi, mình bóc vỏ sẵn luôn rồi nè. Rồi mình chuẩn bị sẵn để lát đường mà tới đó là mình cho đậu vào luôn nhé. Mình nấu đến khi cái đường mà nó xuất hiện màu vàng cánh gián như vậy nè, thì bắt đầu mình giảm lửa nhỏ xuống một tí, là nhỏ hơn trung bình một tí đó. Rồi mình cũng để cho cái đường này nó sôi lên ha, chứ đừng có hạ lửa thấp quá. Mình nhỏ vô cái chén nước bình thường nè, mình thấy những cái giọt nè nó chưa có tròn và nó chưa có đông cứng đó, thì chưa được. Bắt đầu mình nấu tiếp tục các bạn nhé. Rồi mình thấy cái màu đường bắt đầu nó vàng, bắt đầu hơi đỏ đỏ rồi đó. Bây giờ mình nhiễu thử cho các bạn thấy vô cái chén thì cứ xem là cái độ đường nó đạt chưa nhé. Đó, cái độ đường nè, nó tròn, những cái hạt nó tròn chị ghê chưa. Nó tròn và nếu mà các bạn cầm lên thử, bóc thử thì những cái giọt đường này nó sẽ hơi cứng cứng. Đó, mình sò vô và mình thấy nó cứng. Nhưng mà trong khi mình thử trên chén thì nó hơi non hơn so với trong nồi này. Thì vậy là vừa rồi mình cho bơ vào và mình đảo đều lên khoảng 1 phút. Cho bơ vào xong mà các bạn có cái baking soda đó, các bạn cho thêm 1/4 thì cà phê baking soda vào để giúp cho cái kẹo mình nó giòn hơn và ăn không bị dính găng luôn đó. Cho bơ vào và nấu được 1 phút rồi, mình cho đậu phộng từ từ vào thôi. Và lúc này các bạn đừng có tắt bếp nha, vẫn để cái lửa dưới trung bình. Rồi cho đậu vào đảo đều cho tiếp. Để cho cái nước đường lúc nào cũng sôi để cái đậu mình được giòn hơn. Và muốn đẹp hơn thì để lại một ít đậu để lát mình gắt lên cái lớp mặt. Sau khi mình đổ ra cái khuôn hoặc cái giấy đó,
Cho đậu vào xong tiếp tục mình gắt thêm 1 phần 3 cái lượng mè vào trong này luôn. Và từ khi mình cho cái đậu phộng vào trong nước đường này mình đảo khoảng tầm 3 đến 4 phút. Cho mè vào xong mình đảo đều lên cho nước đường nó sệt lại là mình có thể tắt bếp. Cái bạn nào cẩn thận hơn thì có thể múc một ít cái nước đường trong cái đậu này và nhỏ xuống cái chén thì mình sẽ ăn thử cái đường nhỏ xuống cái chén đó, mình thấy là nó giòn, giòn là mình sẽ tắt bếp luôn. Chứ đừng có để nó quá giòn mình ăn cảm giác có vị đắng. Sau khi dàn đều ra thì mình gắt thêm một ít đậu phộng nãy mình để lại đó. Mình gắt lên lớp mặt để cho cái kẹo mình được trắng hơn. Gắt xong rồi thì mình sẽ cho 1 phần 3 cái lượng mè còn lại vào luôn. Kẹo xong thì mang bao tay vào mình đè kẹo cho nó dẻ, nó chắc hơn. Hoặc là lấy cái gì mình cán cho kẹo nó dẻ hơn. Kẹo bắt đầu nó dẻ, nó chắc và nó hơi cứng cứng, nhưng mà nó còn hơi ấm ấm nè. Và bây giờ mình sẽ lấy kẹo ra mình cắt luôn. Đừng có để nó nguội hẳn, nó nguội hẳn một lát nó cứng lắm. Rồi đây mình bóc cái giấy này ra, các bạn thấy nè, cái kẹo mình rất là khô ráo luôn. Nếu mà cái giấy này nó ướt quá thì cái kẹo mình thắng đường chưa đến. Đó, nó rất là chốc dễ luôn ha, chốc lóc qua luôn. Đó, lúc này kẹo nó còn ấm ấm thì các bạn thấy nó chưa được giòn lắm. Rồi trước khi cắt kẹo thì mình thoa cái dầu ăn lên cái dao. Rồi mình cắt khi kẹo còn ấm thì mình dễ dàng mình cắt ra. Nó kẹo còn ấm ấm mà mình cắt cảm giác nó cũng rất là khó luôn á. Nó đầu nó cứng rất là nhanh. Kẹo này nó nhanh cứng lắm. Nhanh khô, khô quá thì nó sẽ giòn hơn á. Mà cái này cũng hơi khô thôi, chưa khô lắm. Để khoảng 5 phút nữa, kẹo mình sẽ rất là giòn luôn. Kẹo mình đã cắt ra từng cái thỏi vừa ăn như vậy thì mình sẽ cho vào trong cái mà bọc kính á, bọc kính để gói kẹo đó, mình gói từng cái thỏi lại, thỏi nhỏ nhỏ như vậy lại để tránh cho nó bị gió vào đó, nó bị mềm kẹo cũng như là nó bị ra nước thì sẽ bảo quản kẹo được lâu hơn. Còn nếu như các bạn không muốn mà gói từng cái viên kẹo nhỏ 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 thì nó hơi lâu thì các bạn có thể là cho vào túi ni lông keo lọ, cho vào tủ mát bảo quản để kẹo được giòn hơn. Cái kẹo đậu phộng của mình đã nguội hẳn rồi đó. Thì nguội hẳn sau rồi các bạn có thể là gói vô những cái túi bóng nhỏ rồi cho vào keo lọ bảo quản, hoặc là nhà có tủ mát thì cho vào trong tủ mát để. Đó, cái kẹo của mình là thắng tới đường nè, nó có cái màu vàng nâu, cái màu vàng nâu hơi đậm đậm một tí xíu. Đó, nhưng mà cái đậu của mình á, gan nó chưa được vàng lắm. Nhưng mà nó vẫn giòn đó các bạn. Đó, nó giòn ghê chưa? Chứ giòn nó ngon lắm. Mình ăn cảm nhận đầu tiên là nó giòn tan trong miệng. Và cảm nhận thứ hai nó rất là thơm của mùi gừng. Và thứ ba là nó có độ béo thơm của mè và đậu phộng. Và cái kẹo này á, mình làm rất là ít đường. So với người ta bán thì người ta làm nhiều đường hơn thì cảm giác ăn ngọt nó hơi gắt. Mình làm ít đường như vậy mình cảm giác ăn ngọt rất là dịu nhẹ và ngon lắm các bạn ơi. Các bạn như các bạn làm ở nhà đó, các bạn rang đậu hơi tới hơn mình tí xíu nữa nên nó sẽ thơm hơn. Nhưng đậu này của mình rang như vậy là nó cũng đã vàng rồi. Mình rang hơi nâu hơn nữa đó các bạn thì nó sẽ thơm hơn nhiều ha. Và rất là đơn giản như vậy thì mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách làm kẹo đậu phộng. Và trong video tới đây thì mình sẽ chia sẻ các bạn là cách ướp sườn nướng. Thì trong chuỗi video cách làm cơm tấm thì hôm trước mình đã chia sẻ là cách làm chả trứng hấp. Thì video tiếp theo mình sẽ chia sẻ đó là cách ướp sườn sao cho nó thơm, mềm và có màu đẹp, và nướng sườn nó không bị khô. Thì để tiện cho việc theo dõi các video tiếp theo của mình thì mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký bên dưới video này để khi mình đăng video mới thì các bạn là người đầu tiên nhận được thông báo. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.